Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi thông xe, giúp người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai, dọn dẹp các điểm trường học bị vùi lấp để học sinh sớm trở lại trường. Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5, tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã biên giới đã bị sạt lở nghiêm trọng, khiến hơn 8.000 người dân đồng bào Cơ Tu tại huyện Tây Giang bị cô lập hoàn toàn. Do địa hình núi dốc với hơn 100 điểm sạt lở, nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.